tình hình Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, căng thẳng. Nhưng với ý chí mạnh mẽ, kiên cường, các bác sĩ, công an, tình nguyện viên đã cố gắng chiến đấu và cùng người dân trên cả nước cùng chung tay với một mục tiêu lớn nhất lúc bấy giờ, đó là đẩy lùi được dịch bệnh. Chính vì thế, mỗi chúng ta ngay từ lúc này để bảo vệ được bản thân và mọi người, góp một phần nhỏ vào mục tiêu chống dịch, hãy thực hiện tốt 5K vì một ngày mai không còn dịch bệnh. Bỗng một ngày xấu trời cô đi với trái đất, không ai thích cô, ai nghe tên cũng tái mặt. Cô là nỗi ám ảnh từ trẻ con đến người già, không phải ai khác, cô là Corona. Cô đi từ người này sang người nọ, ai gặp cô thì không có sức hút cũng phải hay ho. Chẳng phải hot girl cũng trở nên nóng bỏng, hệ hô hấp gặp cô trở nên chóng hỏng. Nếu thấy không ổn đừng tìm một bờ vai, đến ngay cơ sở y tế đừng chờ ai. Giúp mọi người là tự giúp mình, đừng sợ hãi, không để cả nước đau đầu chỉ vì một phút khờ dại. Nếu cần cách ly anh em đừng lo, tôi làm được, xách ba lô mà đi, vững tin như ra đi tìm được kiếm nước. Không để cô lại trên đất nước tôi như quân xâm lược, không để vì cô mà cả một dân tộc chùn bước. Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy, đừng ra siêu thị thấy mì tôm là thi nhau vào lấy. Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy, Việt Nam một lòng, ê dịch bệnh kia là mấy. Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy, đừng quên tập thể dục, đừng quên nước rửa tay. Anh em cứ yên tâm là sẽ đâu vào đấy, Việt Nam một lòng, ê Corona không có cửa dây. Đoàn kết chống đại dịch Covid, Việt Nam quyết chiến, quyết thắng.